Xương khớp đầu mặt này nó sẽ gồm có hai phần, phần sọ não gồm có 8 xương tạo nên cái hộp sọ chứa não bộ, và thứ hai là phần sọ mặt gồm có 14 xương tạo nên phần sọ mặt. Và riêng đối với xương móng thì xem như là một xương đặc biệt, và nó nằm nối giữa đầu và cổ. Như vậy thì 22 xương tiếp khớp với nhau, còn lại là một xương nằm rời ra. Bây giờ ranh giới giữa khối sọ mặt và sọ não là đường mà đi từ cái khớp mũi trán cho đến cái mỏm chụp ở nha. Thì trên này là một sọ hay sọ não, dưới này là sọ mặt. Bây giờ thứ nhất là khối xương sọ chúng ta thấy gồm có 8 xương. Từ trước ra sau trên cái hộp sọ nhìn nghiêng này chúng ta sẽ có xương trán, xương đỉnh, xương chậm. Như vậy đây là 3 xương chúng ta nhìn thấy ở phía trên, còn lại 2 xương nữa đó là xương bướm và xương thái dương. Một phần nhỏ các bạn nhìn thấy ở đây là phần của xương sàn. Như vậy thì trong 8 xương này chúng ta có 4 xương đơn và 2 xương đôi. 4 xương đơn đó từ trước ra sau chúng ta có xương trán, xương sàn, xương bướm và sau là xương chậm. 2 xương đôi đó là xương thái dương và xương đỉnh. Bây giờ thứ nhất là xương trán. Xương trán là phần xương mà. Như vậy thì trước khi đi vào cái xương trán thì giới thiệu sơ lược về cái hộp sọ. Như vậy thì hộp sọ là một khoang chứa não bộ, là một khoang chứa não bộ. Nó được chia làm hai phần. Phần trên là vòm sọ, dưới là nền sọ bởi một mặt phẳng phía trước đi ngang qua bờ trên của mắt, phía sau đi ngang qua ù chậm ngoài. Như vậy thì mặt ngoài xương chậm có một cái ù gọi là ù chậm ngoài. Như vậy trên mặt phẳng này, phần trên này là vòm sọ, dưới là nền sọ. Như vậy thì xương trán là xương đơn nằm ở phần phía trước của cái hộp sọ, nằm ở cả vòm sọ và nền sọ nha, nằm ở cả vòm sọ và nền sọ. Như vậy thì xương trán nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần hình con trai, phần này gọi là trai trán. Thứ hai là phần mũi, và thứ ba là phần ổ mắt. Bên trong xương trán bị đục rộng đi một bị đục rộng đi để tạo nên một cái xoang gọi là xoang trán. Xoang trán này cũng như các xoang cằn mũi khác thì nó sẽ có chứa không khí lọt mặt trong bởi niêm mạc và liên tục với niêm mạc mũi, và các xoang này nó sẽ thông thường với hố mũi. Như vậy thì có khi nào các bạn nghe đến là bệnh nhân bị viêm xoang chưa? Có khi nào các bạn nghe đến bệnh nhân viêm xoang chưa? Thì viêm xoang là trường hợp viêm mà xảy ra ở các xoang cằn mũi, trong đó có các xoang như là xoang trán này, xoang sàng này, đây là xoang bướm này nha, xoang hàm. Như vậy thì đầu tiên là phần trai trán. Như vậy thì trai trán nó sẽ có gì ở mặt ngoài, sẽ có diện trên góc mũi. Hai là ù trán, tức là phần nhô ra ở phía trước của trán, đó gọi là ù trán. Thứ hai là ở phần trai trán nó sẽ có bờ trên ổ mắt. Ở bờ trên ổ mắt này nó sẽ có hai khuyết, đó là khuyết trên ổ mắt và khuyết trán nha. Như vậy thì ở khuyết trên ổ mắt và khuyết trán này nó sẽ có mạch máu và thần kinh đi qua.
Như vậy chúng ta thấy rằng ở chỗ nối 1 phần 3 trong và 2 phần 3 ngoài của bờ trên nổ mắt, nó sẽ có cái khuyết hay là lỗ trên nổ mắt. Ở đây nó sẽ có động mạch trên nổ mắt và nhánh ngoài của thần kinh trên nổ mắt đi qua. Còn lại ở khuyết trán sẽ có động mạch trên rồng rọc và nhánh trống của thần kinh trên nổ mắt đi qua. Bây giờ ở mặt trống của xương trán thì có gì? Ở mặt trống của xương trán thì ở giữa này chúng ta có, ở phía dưới xương trán nó ngăn cách với xương sàng bởi một cái lỗ, người ta gọi là lỗ tịt. Lỗ tịt thì kê với lỗ tịt này sẽ có màu trán. Màu trán cũng như màu gà của xương sàng này, nó sẽ có cái liềm đài não bám vào và tiếp nối trên màu trán sẽ là một cái đường rạch, ở đó có xoáng tĩnh mạch dọc trên đi vào đó. Do vậy thì ở giữa mặt trống của trái trán nó sẽ có màu trán và rạch xoáng dọc trên, hay còn gọi là rạch xoáng tĩnh mạch dọc trên. Thứ hai là phần mũi. Phần mũi là nơi mà tiếp khớp với xương mũi, người ta gọi là bờ mũi. Bờ mũi. Và phía sau cái bờ mũi này nó sẽ có gai mũi. Phần mẫu xương nhô xuống đây gọi là gai mũi. Như vậy thì phần mũi sẽ có bờ mũi và gai mũi. Hai là phần ổ mắt. Phần ổ mắt là phần mà cấu tạo nên, gọi phần cấu tạo nên thần trên của ổ mắt. Như vậy thì cái phần ổ mắt này ngắn cách giữa ổ mắt và nền và hộp sọ, nó sẽ góp phần tạo nên phần cái hố sọ trước. Như vậy thì ở cái phần ổ mắt này nó sẽ có hai mặt, một mặt quay xuống dưới gọi là mặt ổ mắt và một mặt thứ hai gọi là mặt trong, hướng về phía trong hộp sọ. Như vậy thì ở mặt ổ mắt có gì? Ở mặt ổ mắt chi tiết quan trọng nhất đó là ở góc trên ngoài nó sẽ có hố tuyến lệ. Như vậy thì hố tuyến lệ là cái hố mà để cho tuyến lệ nó nằm. Tuyến lệ có vai trò tiết ra nước mắt. Như vậy thì các bạn thấy đang tiết nước mắt được tiết ra ở góc trên ngoài của mắt, rồi từ đó đổ vào vòm kết mạc mi trên, rồi sau đó mới dàn đều ra ở trước cái mặt trước của nhãn cầu, rồi sau đó tập trung vào góc trong của mắt, rồi đi qua cả cái cấu trúc như là tiểu quản lệ, rồi đi vào vào trong cụi lệ, rồi đi xuống cái ống lệ mũi, chạy xuống mũi. Như vậy thì nước mắt nó được tiết ra từ tuyến lệ nằm ở trong hố tuyến lệ ở góc trên ngoài của mắt, rồi dồn vào phía trong ở góc trong của mắt, rồi đổ vào theo cái ống lệ mũi, đổ xuống dưới mũi ở ngắt mũi dưới. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng một lần mà khóc thì nước mắt chảy ra nhiều, nó sẽ chảy xuống mũi và khi hít thở tạo nên tiếng sụt sùi đó. Và như vậy thì hố tuyến lệ nó sẽ nằm ở góc trên ngoài của góc trên ngoài của mắt, tức là nằm ở mặt ổ mắt của phần ổ mắt xương trán. Ở phần ổ mắt của xương trán này ở giữa còn có một cái khuyết để cho cái xương sàng khớp vào đây. Như vậy các bạn thấy đây là màu xám, đây là xương sàng. Còn ở đây là phần ổ mắt. Như vậy ở giữa này sẽ có một khuyết để tiếp khớp với xương sàng, gọi là khuyết sàng. Như vậy khoảng hở này gọi là khuyết sàng để tiếp khớp với xương sàng. Và ngoài ra thì ở mặt dưới này còn có các rãnh sang trước, rãnh sang sau. Để làm gì? Để khi tiếp khớp với mảnh sàng nó tạo nên các ống sang trước, ống sang sau cho động mạch và thần kinh sang trước, động mạch thần kinh sang sau đi qua. Ngoài ra ở đây nó sẽ còn có cả các bản xương sàng để tiếp, để khi mà khớp với xương sàng nó sẽ tạo thành cả cái phong khí hoàn chỉnh. Bây giờ cái xương trán, xương trán là cái
xoáng bị đục rộng đi nằm bên trong ấy, xương trạm. Quay trở lại đây, xương trạm. Như vậy thì theo các bạn, chúng ta có bao nhiêu xương trạm mỗi người? Như vậy thế bạn Hường, bạn Huyền, bạn Hoa, bạn Hưng, Trung trả lời là có 2 xương trán, đúng rồi. Như vậy thì ở trong xương trán tương ứng với đầu trống của cung mày này, cái xương trán bị đục rộng đi tạo nên xương trán. Và bình thường chúng ta có, mọi người chúng ta có 2 xương trán. Hai xương trán này ngăn cách nhau bởi một vách xương mỏng, gọi là vách xương trán. Và xương trán này nó sẽ thông vào bên trong cái ngắt mũi giữa nha. Như vậy đó là về xương trán. Bây giờ kiểm tra xương sàn. Như vậy thì để dễ trình bày xương sàn thì các bạn xem cái hình này. Như ở đây là một thiệt đồ cắt đứng ngang đi qua, đi ngang qua cái hộp sọ. Như vậy ở mặt cắt khoảng ở vị trí này, mặt cắt khoảng ở vị trí này thì các bạn thấy mặt phẳng cắt đứng ngang cắt ra đây. Như vậy ở đây là phần ổ mắt, các bạn thấy đây là phần ổ mắt của xương trán, được chưa? Phần ổ mắt của xương trán, đây là ổ mắt, đây là ổ mũi. Ổ mũi được chia đôi bởi cái vắt mũi. Vắt mũi nằm ở giữa. Bên này là xương hàm trên. Nha. Còn xương này là xương lá mí, thì nữa chúng ta học sau. Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái phần xương màu xanh này, xương sàn. Như vậy thì xương sàn nó sẽ được cấu tạo tương tự như một cái bàn giấy. Cấu tạo gồm có một cái mặt nằm ngang ở đây, ngăn cách giữa ổ mũi và hộp sọ. Phần này gọi là mạnh sàn, mạnh sàn. Treo vào hai bên cái mạnh sàn này có hai hệ thống phong khí gọi là mê đào sàn. Mê đào sàn, mê đào sàn này là một hệ thống phong khí có các phong khí ở bên trong gọi là các xoáng sàn. Như vậy bệnh nhân viêm xoáng sàn chính là viêm các xoáng này này. Như vậy thì các xoáng sàn, các phần mê đào sàn này nó sẽ liên quan đến những cấu trúc nào? Ở phía trên liên quan đến nền sọ. Mặt trống của mê đào sàn chính là thân ngoài của cái hố mũi. Ở đây nó có xoắn mũi trên, có xoắn mũi giữa. Mặt ngoài của mê đào sàn này chính là cái mặt ổ mắt của xương sàn. Còn ở giữa này có một cái mẫu xương nhô xuống dưới, góp phần tạo nên vắt mũi để ngăn cách hai hổ mũi, để chia cái ổ mũi ra thành hai hổ mũi, chính là mặt thẳng đứng của xương sàn. Như vậy bây giờ chúng ta quay trở lại. Nhất, xương sàn nó sẽ có mặt sàn. Mặt sàn này là mặt xương nằm ngang, ngăn cách dần lên sọ và dần lên sọ và hổ mũi. Và trên mặt sàn nó sẽ có các cái lỗ. Như vậy thì theo các bạn, các lỗ này có cấu trúc gì đi qua? Vì sao mà có lỗ đó? Bạn Tùng trả lời đó là có thần kinh khứu giác. Đúng rồi. Như vậy thì các sợi thần kinh khứu giác khi qua mặt sàn để đi vào trong hành khứu thì nó sẽ đi xuyên qua mảnh sàn này. Như vậy thì ở trên xá, khi chúng ta cắt bỏ các sợi thần kinh khứu giác này đi thì để tạo thành các cái lỗ giống như cái sàn gạo hồi xưa, nên gọi là xương sàn nha. Như vậy thì một cái nhiễm trùng ở vùng khứu giác của niêm mạc mũi, tức là vùng bắt đầu của cái thần kinh khứu giác, vi khuẩn có thể lan theo các sợi thần kinh khứu giác đi vào trong sọ gây viêm màng não nha. Hoặc là một cái vỡ nền sọ, một cái vỡ nền sọ, vỡ quá mạnh sàn thì dịch nọc tụy từ trong hộp sọ
có thể chạy qua nền sọ, chạy qua mảnh sàng để chạy vào mũi. Và như vậy thì bệnh nhân sẽ bị rỉ dịch nội tụy ra mũi. Đó là về mảnh sàng. Nhô lên trên ở giữa, nhô lên trên mảnh sàng này nó sẽ có màu ga xương sàng. Ở mà bám vào màu ga xương sàng này chính là liều tiểu, liêm tiểu, liêm đài não, xin lỗi. Bám vào màu ga xương sàng nó sẽ có liêm đài não. Như vậy đấy chính là mảnh sàng với các sợi thần kinh phụ giác nha. Bây giờ mê đầu sàng. Mê đầu sàng là hệ thống không khí hồi nãy nói chứa các xoắn sàng. Mặt trong mê đầu sàng nó sẽ có xoắn mũi trên, xoắn mũi giữa. Xoắn mũi trên và xoắn mũi giữa này nó sẽ cùng với cái thân ngoài hổ mũi tạo nên cả cái ngắt mũi. Tương ứng đó là ngắt mũi trên và đây là ngắt mũi giữa. Mặt ngoài mê đầu sàng chính là mặt ổ mắt của xương sàng. Như vậy thì mặt ổ mắt của xương sàng góp phần tạo nên phần lớn thân trong ổ mắt. Như vậy thì cách đây khoảng một năm có một vụ âm ỉ lên trên báo liên quan đến một cái bệnh viện. Sau khi mổ viêm xương sàng xong thì bệnh nhân bị sống thì. Như vậy thì sau khi mổ viêm xương sàng xong thì bệnh nhân sẽ nhìn thấy một vật ra phần hai, một vật mà ra hai ảnh khác nhau. Như vậy thì có nghĩa là gì? Mộ song sang nhưng mà ảnh hưởng đến các cấu trúc của ổ mắt. Lớp học giải phẫu lớp nhìn thấy rằng liên quan cái mê đầu sàng này liên quan rất mật thiết đến các cấu trúc xung quanh. Như vậy nếu như khi mà mổ viêm xoang sàng làm vỡ cái mảnh ổ mắt của xương sàng này, nó có thể liên quan đến các cấu trúc nằm bên trong ổ mắt. Ví dụ kẹt cái cơ thẳng trong ổ mắt thì bệnh nhân sẽ không điều tiết mắt tốt và dẫn đến sóng thị hoặc là những cái tổn thương khác liên quan mà các bạn sẽ học về sau trong phần cái mắt nhãn khoa năm thứ năm nha. Như vậy thì các bạn thấy rằng một cái viêm xoang sàng ở đây, mụ nằm trong này, nó có thể làm ảnh hưởng đến thứ nhất là ổ mũi, ảnh hưởng thứ hai là ổ mắt. Như vậy thì mụ nó có thể làm vỡ mảnh ổ mắt xương sàng chạy vào bên trong ổ mắt, hoặc là nó làm vỡ cái phần mảnh sàng này, mụ chạy vào trong hộp sọ gây nên áp xe não hoặc viêm màng não mụ. Như vậy các bạn thấy một cái biến chứng của viêm xoang nó có thể gây nên biến chứng áp xe não hoặc là viêm màng não mụ, hoặc là ảnh hưởng tới ổ mắt. Như vậy thì ở thành trong của mê đầu sàng chúng ta thấy gì? Bây giờ phóng to lên, các bạn thấy thành trong mê đầu sàng đây là xoắn mũi trên, đây là xoắn mũi giữa. Nếu như chúng ta cắt bỏ cái xoắn mũi giữa đi, chúng ta sẽ thấy hình này. Như vậy cắt bỏ xoắn mũi giữa, chúng ta sẽ thấy một cái cấu trúc liên quan đến cả cái xoang sàng ở bên trong nhô vào trong hổ mũi gọi là bọt sàng. Ở phía dưới bọt sàng này nó sẽ có mỏm móc của xương sàng. Giữa bọt sàng và mỏm móc này nó có một cái khe, người ta gọi là khe bán nguyệt. Khe bán nguyệt này dẫn đến phễu sàng. Phễu sàng nằm phía trong nơi mà xoang trán nó đổ vào ngắt mũi giữa. Như vậy đấy, đổ vào phễu sàng nó sẽ có xoang trán. Ngoài ra đổ vào khe bán nguyệt này nó còn có các xoang sàng trước và xoang sàng giữa. Rồi các bạn nhìn thấy một lỗ ở dưới này nữa, lỗ đổ của xoang hàm. Thế hôm sau các bạn học bài mũi để sẽ trên bài. Như vậy các bạn thấy ở đây, đây là xoang hàm hay xoang hàm trên, thì lỗ đổ ra nó nằm ở đây, lỗ đổ vào bên trong hổ mũi, lỗ thông vào trong hổ mũi là ở đây nha, ở ngắt mũi giữa. Như vậy đó là về mê đầu sàng. Bây giờ tiếp đến là mảnh sàng. Mảnh sàng là cái mảnh xương thẳng góp phần tạo nên phần trên và phần sau của vắt mũi để chia hai cái hổ mũi, chia cái ổ mũi ra thành hai hổ mũi này. Như vậy thì tóm lại, xương sàng là một xương lẻ,
nằm ở hố sọt trước. Nó cấu tạo cũng có mặn sang là mặn xuống nằm ngang, có các lỗ cho thần kinh khứu giác đi qua. Ở phía trên nó sẽ có mao ga xương sàn, tiếp nối mao ga xương sàn chạy thẳng xuống dưới, có phần tạo nên vắt mũi, đó là mặn thẳng đứng xương sàn. Kéo vào hai bên cái mặn sàn đó là hai hệ thống phong khí, chính là mê đào sàn. Trong mê đào sàn có các xoang sàn, và mặt ngoài mê đào sàn chính là mặn ổ mắt của xương sàn, góp phần tạo nên phần lớn thành trống của ổ mắt. Mặt trong mê đào sàn có các xoắn mũi trên, xoắn mũi giữa, và ở ngắt mũi giữa này nó sẽ có bọt sàn. Thì dưới bọt sàn sẽ có khe bán nguyệt dẫn đến phễu sàn. Như vậy đó là về xương sàn. Bây giờ chúng ta đi vào xương tiếp theo, đó là xương đỉnh. Như vậy xương đỉnh là một xương chậm, nó sẽ tiếp hợp với xương trán ở phía trước và xương chậm ở phía sau. Ở giai đoạn phôi thai hoặc là đứa trẻ trong vòng khoảng một năm đầu sau sinh thì các xương này chưa khớp thành cả cái đường khớp giữa cột hóa hoàn toàn, nó sẽ tạo nên cả cái thóp, tạo nên cả cái thóp mà dựa vào đó đối với khi khám thai người ta xả lên cả cái ngôi thể, cả cái thể của cái thai. Thì về sau các bạn sẽ học, nhưng mà đây là hình ảnh của như vậy thì các bạn thấy rằng khi đứa trẻ sinh ra, các bạn thấy ở phần này, phần bôi vàng này, ở phần này là xương trán. Như vậy thì xương trán nó sẽ tiếp hợp với xương đỉnh bởi đường khớp vằn. Và khi sinh ra thì cái vị trí này nó chưa cột hóa hoàn toàn, do vậy thì khám sơ vào đây một cái khối mềm và nhìn thấy lấy đập theo nhịp đập của tim, thì cái này gọi là thọp trước. Và như vậy thì thọp trước các bạn sẽ thấy nó có dạng hình trám, hay còn gần như hình thoi nha. Như vậy thì thọp trước là cái thọp được giới hạn với xương trán và xương đỉnh, còn ở phía sau là thọp sau tức là xương đỉnh nó tiếp khớp với xương chậm với đường khớp lambda. Và ở vị trí tiếp khớp giữa hai xương đỉnh với xương chậm này, đối với thai nhi hoặc trẻ sơ sinh thì có cái thọp sau. Nhưng mà thì thọp sau nó có dạng hình tam giác. Thọp sau nó có dạng hình tam giác. Và hai thọp này nó sẽ được đóng lại trong thời gian đầu sau sinh. Thì theo các bạn khoảng bao lâu? Như vậy thì trong hai cái thọp này, thọp nào đóng trước, thọp nào đóng sau? Theo các bạn, thọp nào đóng kín trước? Như vậy đấy, có ai có ý kiến khác không? Có các bạn như là bạn Bình, bạn Vũ, Hoa, Hường, Đức, Tuyền, Ngọc Anh, Hưng trả lời là thọp sau. Có ai có ý kiến khác?
Như vậy thế các bạn đã trả lời đúng rồi nhá, là học sau nó sẽ động trước hơn so với thoáng, học trước à, học sau nó động hơn, học sau động sớm hơn à. Như vậy thì đó là về cái cả các thóp nha. Như vậy thì xứng định nó sẽ có hai mặt, mặt ngoài và mặt trong. Mặt ngoài nó sẽ có cả cái đường đó là đường thái dương trên, đường thái dương dưới, để cho mặt thái dương và cứ thái dương bám. Ngoài ra còn có cả cái bờ và cả cái góc nha. Ví dụ như phía trước này có bờ trán, trên này có bờ dọc giữa, đây là bờ trái và sau là bờ chậm. Cả góc như là trước là góc trán, đây là góc bướm, đây góc sau là góc trũng, góc trũng và sau này là góc chậm. Ở mặt trong của cái xương bướm nó sẽ có cả cái rằng ở đây. Như vậy các bạn nhìn thấy mặt trong của xương đình nó có rất nhiều rằng. Thì theo các bạn, các rằng đó có gì đi qua? Có bạn Bình trả lời mạch máu, bạn Hoàng Đức trả lời mạch máu, bạn Thanh Tùng trả lời đó là động mạch mang não giữa nha. Như vậy thì đúng rồi, đó chính là động mạch mang não giữa. Như vậy thì động mạch mang não giữa nó sẽ đi qua lỗ gai của xương bướm, sau đó đi vào mặt trống của cả cái xương sọ giữa cái mang cứng và mặt trống của bạn xương sọ. Động mạch mang não giữa này là động mạch mà cấp máu cho hầu hết mang cứng của não. Như vậy thì các bạn thấy rằng ở mặt trong của phần trái xương trán, phần trái trán, mặt trống của xương đỉnh, mặt trống của phần trái xương thái dương, thậm chí đến xương chậm cũng có các rãnh động mạch mang não giữa. Rãnh động mạch mang não giữa này. Như vậy thì các bạn thấy rằng động mạch mang não giữa nó có đặc điểm là gì? Đi cấp máu cho phần lớn cái mang cứng của não. Mà khi trên đường đi nó sẽ đi, nó nằm một nửa ở trong mặt trong bàn xương sọ ở các rãnh động mạch mang não giữa, một nửa ở trên mang cứng của não. Do vậy trong các trường hợp bị chấn thương sọ não mà vỡ các xương sọ, nếu như đường vỡ đó mà đi ngang qua vị trí có các nhánh động mạch mang não giữa, nó rất dễ vì nó đi ẩn vào trong xương, như vậy chỉ cần nứt ra nó sẽ gây ra đứt các nhánh này. Và khi đứt các nhánh động mạch mang não giữa thì sẽ gây nên tình trạng máu chảy vào trong hộp sọ, và khối máu này nó nằm giữa hộp sọ và mang cứng não, và gây nên hiện tượng gọi là máu tù ngoài mang cứng. Máu tù ngoài mang cứng thì phần này các bạn sẽ được học trong phần mang não tụy ở phần hệ thần kinh vào năm sau. Bây giờ chúng ta đi vào xương bướm, gọi là xương bướm bởi vì nó có dạng hình con bướm, nó cấu tạo gồm có ở phần giữa này là thân xương bướm, ở phía trước có cạnh nhỏ xương bướm, ở phía sau có cạnh lớn xương bướm, và cạnh nhỏ và cạnh lớn xương bướm này nó sẽ gắn vào mặt bên của thân xương bướm. Phía dưới nó có các mỏ chân bướm, và bên trong cái xương bướm này nó sẽ bị đục rộng, trong thân xương bướm bị đục rộng đi tạo nên xoang bướm. Như vậy thì theo các bạn, cái xương bướm này nó nằm ở hố sọ trước hay hố sọ sau, hay hố sọ giữa hay hố sọ sau? Như vậy thì xương bướm nó nằm ở hố sọ trước, hố sọ giữa hay hố sọ sau?
Như vậy các bạn trả lời là hố sọ trước và hố sọ giữa, hố sọ trước và hố sọ giữa, cả ba hố sọ, phải chưa? Như vậy thì các bạn thấy rằng hố sọ trước là phần nằm, đây là cảnh nhỏ xương bướm, đây cảnh lớn xương bướm. Thì hố sọ trước là phần nằm từ bờ sau cảnh nhỏ xương bướm này đi ra trước. Như vậy thì cảnh nhỏ xương bướm nó nằm ở hố sọ trước, cảnh lớn xương bướm nó nằm ở hố sọ giữa, nhưng mà một phần nhỏ của thân xương bướm nó nằm ở hố sọ sau nha. Đây thì đùa để xem thử các bạn có đọc bài trước hay không thôi nha. Tuy nhiên tí nữa sẽ trình bày, nhưng dù sao thế các bạn còn nắm cả các khái niệm cơ bản không. Đấy. Bây giờ chúng ta đi vào, thứ nhất là thân xương bướm. Thân xương bướm là một cái cấu được xem như một cấu trúc hình hộp gồm có 6 mặt, gồm có mặt trên, mặt trước, mặt dưới, mặt sau và hai mặt bên. Bây giờ chúng ta quan tâm nhất là đối với mặt trên. Mặt trên của cái thân xương bướm có gì? Như vậy mặt trên của thân xương bướm nó nằm ở cả ba hố sọ trước, hố sọ giữa, hố sọ sau. Mặt trên của thân xương bướm ở phía trước thì nó sẽ có mao bướm để tiếp hợp với xương sàn, có mao bướm tiếp hợp với xương sàn. Ngăn cách giữa cái thì sáu mao bướm sẽ có cấu trúc ngăn cách giữa hố sọ trước và hố sọ giữa, đó là rãnh giao thoa thị giác. Rồi là rãnh giao thoa thị giác vì đi trong cái rãnh này có phần giao thoa thị giác. Như vậy thì dây thần kinh thị giác sau khi đi qua ống thị giác trong cảnh nhỏ xương bướm có hiện tượng bắt chéo, một phần bắt chéo qua đường dựa và tạo nên cấu trúc gọi là giao thoa thị giác. Và cái rãnh mà nằm chứa cái giao thoa thị giác này gọi là rãnh giao thoa thị giác. Như vậy thế ngay sau nằm về sau mao bướm nó có rãnh giao thoa thị giác. Sau rãnh giao thoa thị giác nó sẽ có hố tuyến yên, hoặc còn gọi là hố yên, gọi là hố yên. Bên trong cái hố yên này nó có chứa tuyến yên. Như vậy thế tuyến yên là một cái tuyến nội tiết rất là quan trọng, chịu sự chỉ huy của các nhân nằm ở vùng hạ đồi. Rồi từ tuyến yên này nó sẽ chi phối cho tất cả các tuyến nội tiết còn lại của cơ thể. Như vậy thì tuyến yên này đóng vai trò rất là quan trọng trong hệ nội tiết cơ thể. Thì về sau các bạn học trục nội tiết trong cơ thể sẽ là một trục từ trên xuống dưới, gọi là cả vùng hạ đồi rồi tới tuyến yên và tuyến đích. Nhưng mà thì tuyến yên nó nằm bên trong hố tuyến yên, và các bạn thấy rằng ngay trước hố tuyến yên đó là rãnh giao thoa thị giác. Có nghĩa là gì? Nằm trước tuyến yên sẽ là giao thoa thị giác. Như vậy một bệnh nhân bị u tuyến yên, u tuyến yên mà u xâm lấn ra trước thì nó có thể xâm lấn vào giao thoa thị giác, và chính vì thế nó sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường, tức là tổn thương giao thoa thị giác thì giảm cái vùng, cái khoảng không gian nhìn thấy, tức là giảm cái mất thị trường. À. Như vậy thì ở phía trước ngay trước hố tuyến yên nó sẽ có hai mỏm yên bướm dừa, mỏm yên bướm dừa đôi khi nhìn thấy không rõ. Ngay sau cái hố tuyến yên này có mỏm yên bướm sau. Như vậy thì mỏm yên bướm dừa, mỏm yên bướm sau thuộc về thân xương bướm. Còn mỏm yên bướm trước là cái cấu trúc nó nằm ở cạnh nhỏ xương bướm. Ngay sau cái hố tuyến yên này là phần yên bướm. Đó, như vậy từ trước ra sau, mặt trên thân xương bướm chúng ta có mao bướm, rãnh giao thoa thị giác, hố tuyến yên có mỏm yên bướm trước, mỏm yên bướm dừa, mỏm yên bướm sau, và phần sau này là yên bướm. Mặt trước nó sẽ có một cái cấu trúc nhô ra, người ta gọi là mao bướm. Như vậy thì mao bướm này liên tục với cấu trúc
mọ xương bướm nằm ở mặt dưới. Như vậy thì mọ xương bướm là cái cấu trúc nó tiếp khớp với cái răng nằm giữa hai cánh xương lá miệng. Còn mặt sau thế ở thân xương bướm tiếp khớp với xương chậm. Ở mặt trước, ngoài cái mao bướm này nó còn có lỗ của xoang bướm. Như vậy thì lỗ xoang bướm này nó sẽ mở ra ở ngách mũi trên. Ở hai mặt bên của thân xương bướm, đó là nơi mà có cành nhỏ và cành lớn xương bướm gắn vào. Cành lớn và cành nhỏ xương bướm gắn vào. Như vậy đó, đó là về hình thể ngoài của thân xương bướm. Bên trong cái thân xương bướm nó bị đục rộng đi, tạo nên hai xoang bướm. Tạo nên hai xoang bướm. Như vậy thì hai xoang bướm này nó sẽ ngăn cách nhau bởi vắt xoang bướm. Ngăn cách nhau bởi vắt xoang bướm. Và cái vắt xoang bướm này ngăn cách cái hai xoang bướm với nhau. Và mỗi xoang bướm thì đổ ra ở ngách mũi trên. Bây giờ tiếp đến là cành nhỏ xương bướm. Hai cành nhỏ xương bướm gắn vào thân xương bướm. Bên trong cành nhỏ xương bướm nó sẽ có ống thị giác. Bên trong cành nhỏ xương bướm nó có ống thị giác. Bây giờ quay trở lại cái hình lúc này. Hình cái ổ mắt. Đây. Các bạn nhìn thấy cái đây cái ổ mắt. Nhưng mà ở đây là màn ổ mắt của xương sàn, có phần tạo nên thành trong ổ mắt. Ở đây là phần ổ mắt của xương trán. Phần màu vàng này chính là cái phần xương bướm. Trong đó có cành nhỏ xương bướm ở đây. Và bên này là cành lớn của xương bướm. Như vậy thì ở bên trong cành nhỏ xương bướm sẽ có một cái lỗ, có một cái ống gọi là ống thị giác. Còn giữa cành nhỏ và cành lớn xương bướm sẽ có khe ổ mắt trên. Ngoài ra ở phía dưới này còn có khe ổ mắt dưới. Như vậy đây là ống thị giác. Như vậy cành nhỏ xương bướm gắn vào mặt bên thân xương bướm. Trong cành nhỏ xương bướm có ống thị giác. Và theo các bạn, cấu trúc gì đi qua ống thị giác? Cấu trúc gì đi qua ống thị giác? Các bạn trả lời đó là mạch máu thần kinh, mạch giác đó là thần kinh thị giác, mạch hương, mạch máu thần kinh thị giác, đầu mạch mắt và thần kinh thị giác. Đúng rồi, như vậy thì đi qua cái ống thị giác sẽ có dây thần kinh thị giác và đầu mạch mắt. Như vậy thần kinh thị giác là dây thần kinh mà đi từ nhãn cầu đi vào, đi qua ống thị giác. Như vậy bệnh nhân bị vỡ ống thị giác sẽ có nguy cơ đứt dây thần kinh thị giác. Nha. Vỡ ống thị giác có nguy cơ đứt thần kinh thị giác. Thứ hai là giữa cành nhỏ xương bướm và cành lớn xương bướm sẽ có khe ổ mắt trên. Tí nữa sẽ trình bày. Nha. Như vậy chúng ta thấy ở đây
đây là ống thị giác. Còn giữa cánh nhỏ và cánh lớn xương bướm sẽ có khe ổ mắt trên. Như vậy thì đi qua khe ổ mắt trên sẽ có các giác kính sò số 3, 4, 5, 1 và 6. 3, 4, 5, 1 và 6. Như vậy nếu như sau này ra một câu trắc nghiệm, nếu như bệnh nhân có một khối u được giới hạn ở khe ổ mắt trên, cấu trúc nào sau đây không bị ảnh hưởng? Và như vậy thì khối u này nó chen vào cả cấu trúc đi qua khe ổ mắt trên, thì cấu trúc nào sau đây không bị ảnh hưởng? Câu A, thần kinh sò số 3. Câu B, thần kinh sò số 2, tức là thần kinh thị giác. Câu C, thần kinh rồng rọc, tức là thần kinh sò số 4. Và câu D, thần kinh vần nhãn ngoài, thần kinh sò số 6. Như vậy thì đáp án là cấu trúc nào không bị ảnh hưởng? Tức là câu B, giỏi. Thần kinh sò số 2, đúng rồi. Như vậy thì các bạn đã nắm được vấn đề rồi mà nhá. Đó là chính là cái phần cánh nhỏ. Như vậy cánh nhỏ xương bướm, các bạn lưu ý. Như vậy cánh nhỏ xương bướm nó nằm ở hồ sọ trước hay hồ sọ giữa? Câu này hơi khó chứ học mà nhá. Nó nằm ở hồ sọ trước. Và nhắc lại, ở cánh nhỏ xương bướm nó sẽ có ống thị giác. Giữa cánh nhỏ cánh lớn xương bướm có khe ổ mắt trên. Ở cánh nhỏ còn có mỏ yên bướm trước. Bây giờ chúng ta đi vào cánh lớn xương bướm. Cánh lớn xương bướm thì dính gắn vào mặt bên của thân xương bướm. Và nó có sẽ có các mặt, mặt não, mặt dưới thái dương, mặt ổ mắt và mặt hàm trên. Như vậy thì đây là phần cánh lớn xương bướm nhìn từ mặt ngoài. Ở nhà, cánh lớn xương bướm như là mặt trong, cái là mặt não. Cánh lớn xương bướm nó sẽ ngăn cách với giới hạn cùng với cánh nhỏ xương bướm ở khe ổ mắt trên. Rồi này đã trình bày ở hai bên cánh lớn xương bướm, nơi nổi vào cái thân xương bướm nó sẽ có rạch động mạch cảnh. Rạch động mạch cảnh thì các bạn học hệ tuần hoàn. Học động mạch cảnh trống chưa? Lần này thầy Lưu hoặc thầy Hoàng hay thầy Hoàng nhỏ dạy động mạch cảnh trống chưa? Mà sao tới giờ mà vẫn chưa học? Phần tuần hoàn dạy trước mà. Hệ tuần hoàn học trước hệ vận động mà. Mỗi tuần thì các bạn học mấy tiết giải phẫu hệ tuần hoàn? Bạn Diệu Mỹ, hai tiết từ lúc nghỉ tới giờ chưa học thêm buổi nào cả. Thế thì lớp của mấy em là thầy Lưu hay thầy Hoàng dạy? Thầy Lưu à, còn ý đấy là thầy Hoàng à, thầy Hoàng có dạy online không? Thôi quay lại đó, chuyện nó tính sau. Để thầy bảo hai thầy phải triển khai dạy rồi nha. Bây giờ
chưa dài thế, trình bày đây tí luôn. Các bạn đợi thay tí. Như vậy đây là các hình ảnh của động mạch cảnh trong. Như vậy thì các bạn thấy động mạch cảnh trong ở đây. Động mạch cảnh trong nó sẽ đi lên từ cái vị trí xuất phát, nó đi thẳng lên đến lên sọ, nó đi vào trong ống cành của xương phần đá xương thái dương. Để thầy lấy cái động mạch cảnh trong đây. Sau đó đi vào trong xương háng nằm hai bên thân xương bướm. Như vậy thì hai bên thân xương bướm sẽ có một cái rãnh gọi là rặn động mạch cảnh, hay còn gọi là siphong động mạch cảnh, tức là rặn động mạch cảnh. Ở đoạn này động mạch cảnh trong đi uốn cong gọi là siphong động mạch cảnh. Như vậy thì cái đoạn động mạch cảnh trong đi hai bên cái thân xương bướm tạo nên cái rặn gọi là rặn động mạch cảnh. Do vậy thì cái nằm hai bên thân xương bướm nó sẽ có rặn động mạch cảnh nha. Ở đây. Đó. Như vậy thì các bạn thấy ở đây động mạch cảnh trong. Như vậy là động mạch cảnh trong nó sẽ đi trong cái phần đá xương thái dương, sau đó chui vào trong sọ bằng cách lướt qua cái lỗ rắt. Ở vị trí này là cái lỗ rắt, tí nữa chúng ta sẽ học. Và đi dọc hai bên thân xương bướm ở trong cái rãnh động mạch cảnh, và đến đây quật ngược lại chia làm bốn ngăn cùng. Đó. Như vậy thì quay trở lại cái phần xương bướm. Như vậy thì hai bên thân xương bướm nó sẽ có rặn động mạch cảnh. Thứ hai là ở cảnh lớn xương bướm nó sẽ có ba cái lỗ. Trước là lỗ tròn cho dây thần kinh hàm trên đi qua, tức là dây 52. Dây 51 thì đi qua khẩu mắt trên rồi. Dây 52 tức là thần kinh hàm trên đi qua lỗ tròn. Dây 53 là thần kinh hàm dưới đi qua lỗ bầu dục. Và động mạch màng não giữa đi qua lỗ gai. À, như vậy đây các bạn thấy đây là rặn động mạch màng não giữa. Như vậy thì cái mặt nào của phần cảnh lớn xương bướm nó sẽ có các rặn động mạch màng não giữa. Chúng ta thấy được ba lỗ từ trước ra sau: lỗ tròn, lỗ bầu dục và lỗ gai. Bây giờ thì đến là mõm chân bướm. Như vậy thì từ cái thân xương bướm chạy xuống dưới nó sẽ có cả mõm chân bướm. Mỗi mõm chân bướm có hai mặt: mặt ngoài mõm chân bướm và mặt trong mõm chân bướm. Và giữa hai cái mõm chân bướm này nó có hố chân bướm. Và nếu như chúng ta nhìn từ dưới lên trên thì ở phía trong, ở mặt trong mõm chân bướm chia đôi ra tạo nên cái hố thuyền. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hố chân bướm, đây là hố thuyền, mặt ngoài và mặt trong của mõm chân bướm. Bây giờ chúng ta đi vào tiếp theo là xương thái dương. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút thế. Tiếp được cho các bạn. Rồi. Như vậy thì
Bây giờ tiếp tục là đến xương thái dương. Đây. Xương thái dương là xương khó tưởng tượng nhất và xương ứng dụng nhiều nhất trong tâm sàng về sau. Như vậy thì xương thái dương là xương đôi, nó sẽ nằm ở toàn bên của cái hộp sọ, cả ở vòm sọ và nền sọ. Xương thái dương gồm có 3 phần. Một phần có hình con trai ở đây là phần trai, một phần phần đá và phần tiếp theo là phần nhị. Giữa 3 phần này nó sẽ có một cái cấu trúc gọi là ống tai ngoài. Đó. Như vậy thì giữa phần trai và phần đá này có khe đá trai, và giữa phần trai và phần nhị có khe nhị trai. Và ở đây là ống tai ngoài được giới hạn bởi 3 phần, phần trai, phần đá và phần nhị. Như vậy thì chúng ta nhìn từ mặt trong, từ phía trong của hộp sọ nhìn ra, chúng ta sẽ có đây là phần đá của xương thái dương, đây là phần trai của xương thái dương. Yeah. Bây giờ mô tả phần trai. Phần trai nó có hai mặt, mặt thái dương và mặt não. Ở mặt thái dương thì có gì? Ở phần phía dưới của phần trai, nơi tiếp hợp với phần đá, sẽ có một cái mỏ nhô ra trước. Mỏ này gọi là mỏ gò má. Như vậy thì cái mỏ gò má này tiếp hợp với mỏ thái dương của xương gò má để tạo nên cung gò má. Bám vào cung gò má này nó sẽ có cái cơ cánh. Đây là một trong những vị trí hay gặp trong các trường hợp gãy xương ở vùng hàm mặt. Bệnh nhân bị chấn thương, bị tai nạn giao thông, té đập cái cung gò má này xuống, gãy cung gò má. Đấy nha. Như vậy thì ở đây, ở phần dưới của cái phần trái xương thái dương nó sẽ có một cái mỏm nhô ra trước gọi là mỏm gò má. Mỏm gò má nhắc lại tiếp hợp với mỏm thái dương của xương gò má tạo nên cung gò má. Ở góc của cái mỏm gò má này nó sẽ có hai cấu trúc. Một cái cấu trúc nhô ra gọi là cụ khớp và phần phía sau hổ lõm xuống gọi là hổ hàm. Như vậy thì ở góc của mỏm gò má có cụ khớp và hổ hàm tiếp hợp với chóp của xương hàm dưới, ở khớp thái dương hàm dưới. Đây là khớp đồng duy nhất của vùng đầu mặt. Ở mặt thái dương của phần trai nó còn có rặn đồng mặt thái dương giữa, nhẫn của đồng mặt thái dương nông. Đây rặn đồng mặt thái dương giữa. Ở mặt não thì có rặn đồng mặt mang não giữa. Đây. Bây giờ phần thứ hai đó là phần đá. Phần đá là một cấu trúc có dạng hình tháp nền quay ra ngoài. Như vậy thì phần quay ra ngoài này là phần nền. Phần quay vào trong định hướng vào trong ra trước. Định của phần đá xương thái dương cùng với phần xương bướm giới hạn đến một cái lỗ gọi là lỗ rắp. Như vậy thì hồi này các bạn thấy cái động mạch cảnh trong đi từ ngoài sọ, từ phần cổ đi lên, đi đến nền sọ, chúi vào bên trong ống động mạch cảnh, rồi sau đó chúi vào trong sọ bằng cách chúi ra ở đỉnh của phần đá xương thái dương ở đỉnh này và đi lướt qua lỗ rắt. Tức là nó không chúi qua lỗ rắt, không chúi xuyên qua lỗ rắt mà nằm thiệt lướt trên lỗ rắt thôi, và tiếp tục đi vào rặn động mạch cảnh ở hai bên thân xương bướm. Như vậy thì cái lỗ rắt là cái cấu trúc lỗ ở nền sọ đầy bởi một cái mang nhỏ mỏng và được giới hạn bởi định của phần đá xương thái dương và phần xương bướm. Bây giờ phần đá xương thái dương nó sẽ có nền quay ra ngoài rồi, còn lại phần đá sẽ có 3 mặt và ngăn cách nhau bởi hai bờ. Một bờ, bờ này là bờ trên, bờ ở mũi tên này là bờ trên. Bờ trên phần đá xương thái dương có cái lều tiểu não bám vào, cái lều tiểu não. Như vậy thì ngăn cách giữa tiểu não và thùy chậm nó sẽ có lều tiểu não đầy trên cái hố sọ sau.
và liều tiểu nào nó bám vào cái bờ trên phần đá xương thái dương. Và như vậy ở vị trí bám của liều tiểu nào ở bờ trên phần đá xương thái dương, nó sẽ có rằng xoáng, có cái xoáng tịnh mạch đá trên. Như vậy thì ở bờ trên phần đá xương thái dương có một cái rãnh cho xoáng tịnh mạch đá trên nằm vào, gọi là rãnh xoáng đá trên. Như vậy thì nhắc lại, nó có cái bờ trên phần đá xương thái dương, nó sẽ có rãnh xoáng đá trên, bám vào đó có liều tiểu não. Ở phía sau này nó sẽ có một cái bờ gọi là bờ sau, bờ sau phần đá xương thái dương, nó đi từ đỉnh phần đá xương thái dương cho đến khuyết tịnh mạch cạnh ở bờ sau, góp phần cùng với xương chậm giữa hai cái lỗ nơi bắt đầu của tịnh mạch cạnh trong, gọi là lỗ tịnh mạch cạnh. Như vậy thì chúng ta có bờ sau phần đá xương thái dương, nó đi từ đỉnh của phần đá xương thái dương cho đến lỗ tịnh mạch cạnh, và đi dọc theo bờ sau phần đá xương thái dương, nó sẽ có rãnh xoáng đá dưới. Vì sao gọi là rãnh xoáng đá dưới? Bởi vì ở đó sẽ có xoáng tịnh mạch đá dưới, hay là xoáng đá dưới nối từ xoáng hang cho đến đoạn cuối của xoáng sigma. Như vậy thì nhìn từ trong sò, chúng ta sẽ thấy hai mặt. Cái mặt mà nằm phía trước cái bờ trên phần đá xương thái dương gọi là mặt trước. Cái mặt đường giới hạn giữa bờ trên và bờ sau gọi là mặt sau. Như vậy thì ở mặt trước phần đá xương thái dương thì có gì? Mặt trước phần đá xương thái dương nó sẽ có vết ấn thần kinh sinh ba. Vì sao gọi là vết ấn thần kinh sinh ba? Bởi vì cái thạch thần kinh sinh ba nơi tập hợp các tế bào thần kinh cảm giác, nó sẽ phình ra, và hạt thần kinh sinh ba nó sẽ ấn lên trên cái mặt trước phần đá xương thái dương một cái hố lọ, gọi là vết ấn thần kinh sinh ba. Trước cái vết ấn thần kinh ra ngoài, ngoài vết ấn thần kinh sinh ba nó sẽ có trần hòm nhĩ và lồi cung. Ở đây là lồi cung tương ứng vị trí ống mạc phía trước, và trần hòm nhĩ chỉ thấy rõ ở đối với trẻ con. Ngoài ra nó còn có rãnh thần kinh đá lớn, rãnh thần kinh đá bé. Ở rãnh thần kinh đá lớn là nhánh thần kinh đá lớn của thần kinh mọc đi qua, còn rãnh thần kinh đá bé có thần kinh đá bé đi vào trong ống thần kinh đá lớn và ống thần kinh đá bé. Như vậy thì tóm lại, mặt trước sẽ có vết ấn thần kinh sinh ba, rãnh thần kinh đá lớn, rãnh thần kinh đá bé và trần hòm nhĩ và lồi cung. Ở mặt sau phần đá xương thái dương nó sẽ có cái lỗ ống tai trong. Lỗ ống tai trong này là nơi mà đi qua của dây thần kinh sò số 7, tức là dây thần kinh mặt, và dây thần kinh sò số 8, thần kinh tiền đình ốc tai. Còn ở lỗ tịnh mạch cạnh ở phía sau này là nơi bắt đầu của tịnh mạch cạnh trong, và có cả dây thần kinh sò số 9, 10, 11 đi qua. Thế tí nữa học phần tổng quan nền sọ, tôi sẽ trình bày tổng hợp lại, các bạn có thể dễ nhớ hơn. Đó là mặt trước và mặt sau phần đá xương thái dương. Bây giờ mặt dưới, mặt dưới phần đá xương thái dương thì có gì? Mặt dưới phần đá xương thái dương có một cái mỏm xương nhô xuống dưới gọi là mỏm trâm. Bám vào mỏm trâm có rất nhiều cơ, ví dụ như cơ trâm hầu, trâm lưỡi, trâm mỏng. À, rồi ở phía sau mỏm trâm nó sẽ có một cái lỗ gọi là lỗ trâm trùng. Đi qua lỗ trâm trùng có một dây thần kinh rất là quan trọng ở vùng mặt. À, nếu như mà bị liệt dây này thì bệnh nhân sẽ bị méo miệng, mắt nhắm không kín, vân vân. Đó là dây thần kinh nào? À, bạn Quỳnh là dây thần kinh sò số 7, bạn Minh, bạn Tiến thần kinh sò số 8, bạn Vân thần kinh sò số 7,
bàn hương, bàn thân, bàn gón, thần kinh sọ số 7. Như vậy thì tôi hồi nãy nói là thần kinh sọ số 8 là thần kinh tiền đình ốc tai, nó đi từ trong cái quan tiền đình ốc tai đi vào trong sọ thôi. Còn là thần kinh sọ số 7 tức là thần kinh mặt, nó sẽ đi từ rãnh hành cầu chui qua cái ống tai trong, chui ra khỏi sọ qua lỗ trống trục này, qua lỗ trống trục này để đi ra khỏi sọ. Và phía sau cái, như vậy thì sau mỏm trống sẽ có lỗ trống trục. Hay ở mặt dưới nó sẽ có ống động mạch cảnh hay là lỗ động mạch cảnh, nơi động mạch cảnh trong chui vào. Và phía sau lỗ hay sau ống động mạch cảnh nó sẽ có hố tĩnh mạch cảnh. Bây giờ phần nền, nền phần đại xương thái dương nó sẽ có một mỏm gọi là mỏm trục. Mỏm trục, bên trong mỏm trục nó sẽ có các phong khí gọi là các xoáng trục. Cái xoáng trục này nó thông vào đâu đồ các bạn? Các xoáng trục tức là các phong khí nằm bên trong cái mỏm trục, cái mỏm hình tròn cao này, mỏm trục. Thì cả cái xoáng khí tức là cả cái xoáng trục này nó thông vào cơ quan nào? Bạn Quỳnh trả lời là thông vào tai giữa. Bạn Thu Hương thông vào tai giữa. Đúng rồi. Như vậy thì các bạn thấy rằng ở bên trong cái xương trùng, trong mỏm trùng này nó sẽ có cả cái xoáng trùng. Xoáng trùng này thông vào háng trùng, thông qua ống thông hang để đi vào, thông vào bên trong hòm nhĩ. Như vậy những bệnh nhân bị viêm tai giữa, mụ có thể nhiễm trùng có thể lan vào bên trong các xoáng trùng này và mụ đồng vào bên trong cả cái xoáng trùng ở mỏm trùng. Rồi một ngày đẹp trời, mụ có thể chảy ra làm tổn thương giá và chảy xi mụ ra giá ở mỏm trùng ở phía sau tai. Bây giờ thì rất là hiếm rồi, nhưng mà trước đây thời mình còn là sinh viên thì gặp rất nhiều. Người ta gọi là viêm tai xương trùng mang tính thể xuất ngoài, nên là mụ chảy ở đó. Ở phía sau, quay lại, ở phía sau mỏm trùng nó sẽ có khuyết trùng cho cơ hai thân bám vào và rặn động mạch chậm, cho động mạch chậm đi qua. Như vậy thì đây là mỏm chốm, khuyết chốm, rặn động mạch chậm. Như vậy thì đó là về xương thái dương. Các bạn có nắm bài được không? Đương nhiên là sẽ rất nhiều chi tiết, không thể các bạn không thể nhớ ngay được, nhưng mà có thể hiểu được bài không? Về học tiếp được không? Không phải ai trả lời hết. Bạn nhiều Mỹ hỏi xong thì bạn sinh ra ở đâu thì tỷ nửa sẽ trình bày luôn. Không ai trả lời thôi, học tiếp phần nhị. Tức là phần nhị là phần nhỏ này có phần tạo nên cái ống tay ngoài. Bây giờ chúng ta đi vào xương chậm. Xương chậm á, xương chậm thì là xương nằm ở phần phía sau nhất của hộp sọ. Nó gồm có 4 phần: phần nền xương chậm, 2 phần bên và phần trái chậm. Như vậy thì có 2 mặt, mặt ngoài sọ và mặt trong sọ. Bây giờ mặt ngoài sọ chúng ta trình bày từ trước ra sau. Như vậy thì đây là phần nền của xương chậm, đây là 2 phần bên và phần trái chậm. Ở phía trước này, ngay sau hai lỗ mũi sau, nó sẽ có một cái hố lõm gọi là hố hầu. Hố hầu, trong hố hầu này có chứa hành nhân hầu. Hành nhân hầu là tổ chức hành nhân, tổ chức lympho. Mà khi bị phi đại lên người ta gọi là VA. Có khi nào các bạn nghe VA chưa? Có khi nào các bạn sinh viên đi hai nghe đến VA chưa? Có cái đó bạn nghe đến VA chưa?
Rồi. Như vậy thì một số bạn nghe rồi. Ví dụ như một đứa trẻ mà đi nào VA, gọi là VA nha. Vì sao gọi là VA? VA là viết tắt của từ tiếng Pháp. Thầy viết không có dấu. Vegetation. À, đúng, viết sai chúng ta không có dấu nghe. Như vậy thì VA là viết tắt của chữ cái vegetation adenoid. Như vậy thì VA là cổ, là tổ, là hạt nhân hầu. Nếu như mà bị viêm nó phi đại lên chen vào lỗ mũi sau gây nên tình trạng hẹp đường thở nha. Và vị trí nó nằm ở hổ hầu, phía sau hổ hầu nó sẽ có cụ hầu. Xin lỗi các bạn chờ đó. Bây giờ ta học tiếp đấy. Như vậy thì ở hai khối bên hay ở hai phần bên này chúng ta sẽ có cái lôi câu trọng là nơi tiếp hợp với cái xương đốt sống cổ một, đốt sống cổ một phía sau này nó sẽ có cái hố lôi câu và từ trong sọ đi ra nằm ngay trên cái lôi câu xương trọng này nó sẽ có một cái ống để giao cho thần kinh sọ số 12 đi qua, gọi là ống thần kinh hà thiệt, tức là giao thần kinh sọ số 12. À, bây giờ chúng ta quay trở ra phần mặt ngoài sọ phần trái trọng. Ở giữa này nó sẽ có một cái ù xương nhô ra, các bạn có thể sơ được ở trên đường giữa, đó là gọi là ù trọng ngoài. Như vậy đây là cái móc cho chúng ta phân biệt ở phần vòm sọ và phần nền sọ. Như vậy thì từ ù trọng ngoài đi xuống sẽ có mao trọng ngoài, và còn đi ngang sẽ có đường gãy trên và đường gãy dưới cho các cơ các mạc bám vào. Như vậy đó là về mặt ngoài. Bây giờ mặt trong hay mặt trong sọ tương ứng với ù trọng ngoài, ở mặt trong sọ sẽ có ù trọng trong, tương ứng với mao trọng ngoài sẽ có mao trọng trong. Và từ cái ù trọng trong này đi ngang sang hai bên nó sẽ có cái rãnh gọi là rãnh xoang ngang. Như vậy thì vì sao gọi là rãnh xoang ngang? Vì cái rãnh này nó có chứa xoang xoang ngang, tức là xoang tiền mặt ngang. Đây là xoáng tiền mặt màng cứng. Thế thì cái xoáng ngang này đi ngang sang hai bên nó sẽ nối vào xoáng xích ma. Do vậy thì cái rãnh để cho xoáng xích ma nằm gọi là rãnh xoáng xích ma. Và xoáng xích ma này đi xuống đổ vào tiền mặt cạnh trống ở lộ tiền mặt cạnh hồi nãy có trên bài với các bạn. Chính vì vậy là gì? Rãnh xoáng xích ma nó sẽ nằm ở hai nơi. Một là nằm ở xương chậm, hai là nằm ở phần đá của xương thái dương. Như vậy nó nằm ở một phần ở phần đá xương thái dương, một phần nằm ở xương chậm. Hồi này có bạn bạn Mỹ hỏi nha. Như vậy xoáng tịnh mạch xích ma, nhưng mà tịnh mạch xích ma nằm ở đâu đây? Như vậy đấy chỉ là rạch xoáng xích ma và một phần nằm ở phần mặt mặt nào của xương thái dương. Còn đây là rãnh xoang ngang. Còn ở giữa này là lỗ lớn, nơi mà hộp sọ thông với ống sống, là nơi mà thần nào nối tiếp với tụy gai. Được chưa? Các bạn nắm được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ đi vào khối xương mặt.
Bây giờ xương mặt nó sẽ gồm có các xương, nó gồm có 14 xương, gồm có xương mũi, đây là xương lệ, đây là xương gò má, xương hàm trên, xương xoăn mũi dưới, xương hàm dưới, xương lá mí và xương khẩu cái. Bây giờ ta đi dần lần lượt. Thứ nhất là xương hàm trên. Xương hàm trên là một xương đôi, nó cấu tạo gồm có thân xương hàm trên và bốn cái mỏ. Bây giờ thân xương hàm trên nó sẽ gồm có các mặt. Thứ nhất là mặt trước, nó gồm có cả mặt. Thứ nhất là mặt trước, mặt xoay ra trước này, một mặt ố mắt, tức là có phần tạo nên cái thành dưới ố mắt, mặt mũi, và một mặt nữa là mặt dưới thái dương. Bây giờ trình bày từng mặt trước. Thứ nhất là mặt ố mắt. Mặt ố mắt, mắt là mặt quay lên trên, nó cùng với cái cảnh lớn xuống bướm dưới hàng tạo nên cái khe ố mắt dưới. Ở mặt ố mắt này nó sẽ có rạch dưới ổ mắt thông với ống dưới ổ mắt để cho động mạch và thần kinh dưới ổ mắt đi qua, và cái ống dưới ổ mắt này thông ra lỗ dưới ổ mắt ở mặt, ở mặt trước. Bây giờ ở mặt trước, mặt trước là mặt quay trước, nó sẽ có lỗ dưới ổ mắt đi qua lỗ dưới ổ mắt, như hồi nãy nói là có động mạch và thần kinh dưới ổ mắt. Thứ hai là tương ứng với phía trên cái răng nanh, nó sẽ có hổ năn. Ở mặt trước này nó còn có một cái khuyết giới hạn đến cái hổ mũi, ô mũi, gọi là khuyết mũi. Phần phía trước có gai mũi trước. Như vậy chúng ta có đây là khuyết mũi, gai mũi trước, hổ năn, lỗ dưới ổ mặt. Bây giờ chúng ta có mặt mũi, là mặt quay vào trong. Ở mặt mũi này nó sẽ có lỗ đồ của sóng sàn. Thứ hai là ở mặt mũi nó sẽ có một cái mao để tiếp hợp với xương xoăn mũi dưới, người ta gọi là mao xoăn. Như vậy ở đây là mặt mũi có sóng sàn đổ vào, ở đây có mao xoăn, đây có mao xoăn. Còn ở cái mặt trống của mỏm trán, phần nhô lên thế này gọi là mao sàn, tức là hợp với xoăn mũi dừa, vì xoăn mũi dừa thuộc về xương sàn nên cái mao tiếp hợp với xoắn mũi dừa gọi là mao sàn. Còn xoắn mũi dưới là một cái xương riêng biệt, do vậy cái mao tiếp hợp với nó gọi là mao xoăn. Còn lại mặt dưới thái dương là mặt liên quan với hổ dưới thái dương, có phân giới hạn đến hổ dưới thái dương. Các bạn thấy ở mặt bên sọ có một cái hổ lọ, hai hổ thông nhau qua cái phía sau cái cung của má, phần trên cung của má gọi là hổ thái dương, phần dưới gọi là hổ dưới thái dương. Như vậy thì cái mặt mà quay ra hổ dưới thái dương của xương hàm trên gọi là mặt dưới thái dương. Mặt này nó có các lỗ huyệt răng. Như vậy thì danh từ họ dịch hơi khó chịu một tí. Như vậy các bạn phân biệt huyệt răng và lỗ huyệt răng. Huyệt răng là các cái lỗ mà có chấn răng cắm vào. Còn lỗ huyệt răng là cả các lỗ nằm trên xương mà để cho các mạch máu thần kinh đi vào để cấp máu và chi phối cho răng, gọi là lỗ huyệt răng. Như vậy ở mặt dưới thái dương nó sẽ có lỗ huyệt răng. Các cái mõm, các mõm thì chúng ta có những mõm nào? Thứ nhất là mõm trán, là mõm nhô lên trên tiếp hợp với xương trán, xương mũi, tiếp hợp với xương lề. Thế thì ở mặt, mặt trong của mỏm trán này nó sẽ có cái mao, hồi nãy nói đó là mao màu sàn, nhà tiếp cận với xoắn mũi dừa. Một mỏm thứ hai nhô xuống dưới để tiếp cận, để cho cả các răng cắm vào, gọi là mỏm huyệt răng. Một cái mỏm thứ ba nhô vào phía trong để góp phân tán đến khẩu cái cứng, gọi là mỏm khẩu cái. Và một cái mỏm tiếp cận với xương gò má, gọi là mỏm gò má. Như vậy thế xương hàm trên nó sẽ có bốn mỏm như trên.
Bây giờ tiếp đến là xương khổng cái. Như vậy xương khổng cái là một xương đồn. Nó gồm có hai cái mặt. Một cái mặt gọi là mặt thẳng đứng, có phần giới hạn đến cái thân ngoài của hổ mũi. Ở đó nó sẽ có hai cái mao tiếp khớp với cái xương xoắn mũi dựa, gọi là mao màu sàng, và tiếp khớp với xương xoắn mũi dưới gọi là mao xoăn. Và một cái mặt ngang của xương khổng cái chạy ngang, mặt ngang xương khổng cái cùng với mỏm khổng cái xương hàm trên tạo nên khổng cái cứng, là cái vắt mà ngắm giữa ổ mũi và ổ miệng. Nhưng mà thì trong thời kỳ phôi thai, thế trong thời kỳ phôi thai thì các bạn sẽ thấy cái ổ mũi và ổ miệng nó sẽ thông thương với nhau và sẽ xuất hiện cái một cái nụ gọi là nụ khẩu cái phát triển từ thân bên vào. Như vậy nếu như cái nụ khẩu cái này nó không phát triển, không dính với nhau hoàn toàn, sẽ dẫn đến tình trạng là khẽ hở môi hàm ít. Thầy đang tìm cái hình mà mô tả cái chuyện này. Đây. Như vậy thì cái này là như vậy đấy, là các bạn thấy rằng cái ngăn cách giữa ổ miệng và ổ mũi phần trước gọi là khẩu cái cứng nha. Như vậy thì khẩu cái cứng này nó sẽ ngăn cách giữa ổ miệng và ổ mũi, còn phần sau của cái tân ổ miệng còn có khẩu cái mềm, và phần khẩu cái cứng khẩu cái mềm này phát triển từ cái nụ khẩu cái từ hai bên phát triển vào. Nếu như nụ khẩu cái này mà phát triển vào đường dừa mà không dính nhau ở đường dừa, sẽ để làm một cái khe, gọi là khe hở vòm miệng, hay còn gọi là khe hở môi và hàm ất. Tùy theo mức độ, nếu như mà hở ở phía sau không, gọi là khe hở của vòm miệng, còn lại có thể phát triển kéo dài ra tận ra phía trước, gọi là bệnh khe hở môi hàm ất, hay còn gọi là sức môi đấy, được chưa? Nhưng mà thế tùy theo cái mức độ phát triển. Nhưng mà thế các bạn thấy đấy là mức cái phân loại khá hở vòm miệng. Như vậy ở đoạn này chỉ xảy ra ở khẩu cái mềm, đoạn này xảy ra ở cả khẩu cái cứng, nha. Và đoạn này thông ra ở phía trước, tức là như em bé này. Và ở bên này là thông cả hai bên. Như vậy cái hình này người ta đưa lên đấy, như vậy là theo các bạn như thế này có tốt không? Hình chụp mà đưa lên mạng như thế này có tốt không? Như vậy thì hình này đưa lên đây nó không nên, phải làm mờ đi hoặc là che mắt lại. Bởi vì một em bé lúc nhỏ như thế này, bây giờ đưa hình người ta lên như thế, một ngày đẹp trời khi em đã mổ xong rồi, nhưng mà đến khoảng ví dụ lớp 5, lớp 6 chẳng hạn, tình cơ bàn họ lên trên mạng internet, họ tìm thấy cái hình như thế này. Như vậy thì những em nhỏ không có ý thức đầy đủ có thể trêu chọc bạn, như vậy thì gây nên một cái sáng chấn tâm lý cho em này rất là không tốt nha. Như vậy thì chúng ta phải hết sức để ý, chúng ta phải hết sức thận trọng khi đưa lên đưa các cái hình ảnh lên mạng, cho dù dạy
thì thông thường nếu như bản thân mình khi dài thì mình cũng che mắt lại, cho dù cái hình nó có thể lấy siêu tầm trên mạng nha, và không nên để những cái hình như thế này. Bây giờ nhưng mà để cho các bạn thấy được à, cái mỏm khẩu cái của xương hàm trên cùng với mặt ngang xương khẩu cái góp phần giới hạn đến khẩu cái cứng nha. Như vậy đó là phần chính, còn lại cả các chi tiết khác các bạn đọc trong giáo trình. Bây giờ tiếp đến là xương xoăn mũi dưới. Như vậy thì phần ngoài của hố mũi chúng ta có 3 đến 4 xoăn mũi, đó là xoăn mũi trên, xoăn mũi giữa, xoăn mũi dưới, đôi khi có xoăn mũi trên cùng. Và như vậy thì xoăn mũi trên, xoăn mũi giữa là phần thuộc về mê đạo sàng hồi nãy đã nói, còn xoăn mũi dưới là một xương riêng biệt, nó úp vào cái thân ngoài của hố mũi. Như vậy đấy là xương xoăn mũi dưới úp vào thân ngoài hố mũi và được kéo vào, nó sẽ có mỏm sang để tiếp khớp vào cái mỏm móc và treo ở thân bên của treo ở thân ngoài của hố mũi. Và như vậy nên nó sẽ tiếp khớp với cái xương xương trán, xương mỏm trán xương hàm trên, hay là mặt trống của thân xương hàm trên, mặt mũi của thân xương hàm trên ở cái màu này gọi là màu xoăn. Ở sau này ở mặt mặt trống của mặt thẳng đứng xương hàm trên cũng là màu xoăn. Còn trước nay các bạn thấy xoăn mũi dựa thì tiếp khớp đây là màu sàng, đây cũng là màu sàng. Và xoăn mũi dưới cùng với cái thân ngoài hổ mũi giới hạn đến một cái ngắt gọi là ngắt mũi dưới. Đổ vào ngắt mũi dưới sẽ có lộ độ của ống lề mũi, thì hôm sau các bạn sẽ học trong bài mũi. Xương của má là xương trọng, nó nằm ở vào đến cái gò má. Nó sẽ gồm có 3 mặt, đó là mặt ngoài, ở mặt ngoài có lộ gò má mặt, mặt ố mắt có lộ gò má ố mắt, và mặt thái dương có lộ gò má thái dương. Và cả cái mỏm, một mỏm nhô lên tiếp khớp với xương trán gọi là mỏm trán, và một mỏm tiếp khớp với mỏm gò má của xương thái dương để tạo nên cúng gò má, mỏm này gọi là mỏm thái dương. Như vậy nó sẽ có 2 mỏm, mỏm trán và mỏm thái dương. Thì đến là xương lề. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái ổ mắt ở đây, chúng ta đã học những xương nào. Trên này là phần ổ mắt xương trán, phần này cạnh nhỏ xương bướm, cạnh lớn xương bướm, ống thị giác, khe ổ mắt trên, khe ổ mắt dưới, này là xương gò má, phần này là mặt ổ mắt của xương hàm trên có rạch dưới ổ mắt. Bây giờ chúng ta đi vào ở thân trong, chúng ta có đây là mỏm trán xương hàm trên. Ở mỏm trán xương hàm trên này có một cái màu gọi là màu lề trước, gọi là màu lề trước. Tiếp đến một cái màu phía sau gọi là màu lề sau. Như vậy thì màu lề sau này nó sẽ thuộc vào xương lề. Tiếp sau xương lề đây là mặt ổ mắt của xương sàn, và đây là mỏm ổ mắt của xương khẩu cái. Đây là phần của xương khẩu cái. Như vậy thì xương lề nó sẽ có 2 mặt, một mặt gọi là mặt ổ mắt, mặt quay vào, mặt quay ra ngoài, và một mặt quay vào trong là mặt trong. Ở mặt ổ mắt nó sẽ có mao lề sau. Mao lề sau chia cái mặt ổ mắt của xương lề ra làm 2. Mặt trước nhỏ, mặt sau và phần tạo nên thành trống của ổ mắt. Và dựa mao lề trước ở mỏm trán của xương hàm trên và mao lề sau ở mặt ổ mắt của xương lề tạo nên một cái hố gọi là hố túi lề để cho túi lề nằm vào đó. Và hố túi lề này nó sẽ liên tục với cái ống lề mũi, nó liên tục với ống lề mũi nha. Như vậy thì nhắc lại, ở mặt ổ mắt của xương lề nó sẽ có mao lề sau chia mặt ổ mắt ra thành 2 nửa. Ở phía trước là mặt trước hợp cùng với cái rạch lề ở mỏm trán xương hàm trên tạo nên cái hố túi lề. Ở mặt sau của cái
mặt ổ mắt của sinh lệ là phân tạo nên thành trống của ổ mắt. Bây giờ đến sưng mũi thì sưng mũi nó sẽ là hai cái sưng đôi và phân tạo nên khung xương của mũi ngoài. Bây giờ để là sưng làm mía, sưng làm mía là sưng đơn, sưng làm mía là sưng đơn. Sưng này nó sẽ góp phần tạo nên phần sau dưới của vắt mũi. Như vậy chúng ta có đây là mảnh thẳng đứng sưng sàng, phần này là sùn vắt mũi, còn đây là sưng làm mía. Ở phía trên sưng làm mía nó bè ra tạo thành cảnh sưng làm mía, và ở giữa cảnh sưng làm mía có rặn để tiếp hợp với mỏ sưng bướm. Như vậy ở đây chúng ta có mao bướm, ở đây là mỏ bướm. Và sưng làm mía có phần tạo nên phần sau của vắt mũi. Bây giờ đi vào sưng quan trọng là sưng hàm dưới. Sưng hàm dưới là một sưng đơn gồm có thân sưng và ngăn hàm. Ngăn hàm là mảnh sưng đi thẳng lên trên, giữa cái thân sưng và ngăn hàm là góc hàm. Bây giờ thứ nhất là thân sưng. Thân sưng dạng hình móng ngựa, nó có hai mặt, mặt ngoài và mặt trong. Ở mặt ngoài trước có lôi cầm, hai bên nó sẽ có đường chéo cho các cơ bám và có lỗ cầm cho thần kinh cầm, tức là nhánh của thần kinh huyệt răng dưới chui ra. Mặt trống của cái thân xương hàm dưới, ở giữa nó sẽ có một cái đường gọi là đường hàm móng cho cơ hàm móng bám. Trên đường hàm móng có họng dưới hàm cho tuyển nước bọt dưới hàm. Dưới đường hàm móng có họng dưới lưỡi cho tuyển nước bọt dưới lưỡi nằm vào đó. Và ở giữa, ở mặt trống trên đường giữa sẽ có bốn cái gai cầm. Như vậy hai gai trên thì cho cơ cầm lưỡi, tức là cơ từ xương cầm đi vào từ cái phía sau cầm đi vào lưỡi. Còn dưới là hai gai dưới thì cho cơ cầm móng bám vào, và ấy sẽ có hố cơ hai thân tương ứng với cái bờ dưới của xưa thân xương hàm dưới. Ở bờ trên thân xương hàm dưới nó sẽ có mỏ huyệt răng cho có các huyệt răng để cho răng hàm dưới cắm vào. Bây giờ ngăn hàm là mảnh xương đi lên, nó có hai mặt, mặt ngoài và mặt trong. Mặt trong nó sẽ có lỗ hàm dưới, đi qua đây có thần kinh huyệt răng dưới. Như vậy đầy vào lỗ hàm dưới này nó sẽ có lưỡi hàm dưới hay lưỡi xương hàm dưới. Từ cái lỗ hàm dưới này đi xuống có một rặn, trong đó có thần kinh hàm móng đi qua, người ta gọi là rặn hàm móng. Ở cái phía trên thì ngăn hàm có hai mỏm, phía trước là mỏm vẹt, phía sau là mỏm lồi cầu, ngăn cách nhau bởi khuyết hàm dưới. Ở mỏm lôi câu này nó sẽ có chỏ và cổ xương hàm dưới. Chỏ và cổ xương hàm dưới. Bây giờ xương móng là cái xương mà nằm giữa cổ và đầu. Nó nằm lơ lửng và không tiếp cận với xương nào cả. Đây như được xem là khung xương của lưỡi. Nó sẽ gồm có thân xương móng và hai sừng. Sừng chạy ra sau là sừng lớn và sừng hướng lên trên là sừng nhỏ. Bây giờ tổng quan hình sọ, hộp sọ được xem như là một cái hình hộp sáu mặt, và các phần thì thầy đã trình bày lần lượt rồi. Bây giờ các bạn về nhà đọc. Thầy đã trình bày là về cái tổng quan về nền sọ trong. Các bạn nghỉ giải lao 5 phút trước khi học tiếp nha. Bài này trong giáo trình chỉ có 2 tiết, nhưng mà chúng ta sẽ phải trình bày thêm thời gian. Như vậy các bạn nghỉ giải lao khoảng 5 phút trước khi học tiếp. Học tiếp được chứ các bạn? Rồi. Các bạn mệt chưa?
Bây giờ tổng quan về nền sọ. Như vậy nền sọ tôi gồm có hai phần, nền sọ ngoài và nền sọ trong. Nền sọ ngoài thì các bạn đã học dần dần từ trước ra sau rồi, các bạn về nhà từ đầu. Bây giờ nền sọ trong. Nền sọ trong thì cái như vậy thì ranh giữa nền sọ và vòm sọ là mặt phẳng, phía trước đi ngang qua bờ trên ổ mắt, phía sau đi ngang qua ù chọc ngoài. Như vậy thì nền sọ được chia làm ba hố sọ, đi từ trước ra sau, đi từ cao xuống thấp dần. Như vậy thì phía trước này là hố sọ trước. Hôm sau các bạn học đoán não cũng như thần kinh trung ương thì các bạn thấy hố sọ trước sẽ nâng đỡ chữa đựng và nâng đỡ cho thùy trán của não. Hai hố sọ giữa sẽ chữa đựng nâng đỡ cho thùy thái dương, và hố sọ sau sẽ chữa đựng và nâng đỡ cho tiểu não và thân não. Như vậy các bạn thấy ở đây như vậy. Đây các bạn thấy rằng ở ba hố sọ, đây là hố sọ trước, hố sọ giữa và đây là hố sọ sau. Như vậy thì đây là cái tầng nằm ở trước, đây là hố sọ trước. Như vậy thì hố sọ trước này nó có thể nó chứa đựng và nâng đỡ cho thùy trán, là phần này thùy trán. Hố sọ giữa thì chứa đựng và nâng đỡ cho thùy thái dương ở đây. Và ở hố sọ sau thì các bạn thấy ở đây gọi là có cái lều tiểu não, hai bên nó bám vào bờ trên phần đá xương thái dương, bám vào ở đây và ngăn cách tiểu não ở dưới, thùy chậm ở trên và phía trước này thân não. Như vậy thì ở hố sọ sau này nó có chứa phần thân não, có chứa tiểu não. Như vậy thì đó là ba hố sọ. Thế thì ranh giới giữa ba hố sọ này là ở đâu? Như vậy chúng ta xác định ranh giới giữa hố sọ trước và hố sọ giữa đó là bờ sau cạnh nhỏ xương bướm và rãnh giao thoa thùy giác. Bờ sau cạnh nhỏ xương bướm và rãnh giao thoa thùy giác là rãnh giữa giữa hố sọ trước và hố sọ giữa. Rãnh giữa giữa hố sọ giữa và hố sọ sau là bờ trên phần đá xương thái dương. Như vậy thì từ trước ra sau ở các hố sọ này chúng ta có, thứ nhất là hố sọ trước trên đường giữa sẽ có rãnh xoang dọc trên, có lỗ tịt. Ở đây sẽ có màu trắng, đây có máu, màu gà xương sàng. Đây có cái liềm đại não bám vào. Hai bên này chúng ta có mẫn sàng, có thân kính khứu giác, thân kính sò số 1 trôi qua. Ở cái lỗ ống thị giác, ống thị giác này nó sẽ có thân kính thị giác, thân kính sò số 2 và động mạch mắt đi qua. Bây giờ vào hố sọ giữa. Ở giữa này có hố tuyến yên,
có tuyến yên nằm vào đó. Hai bên thì có khe ổ mắt trên, nó sẽ có cả cấu trúc đi qua, đó là thần kinh sò số 3, số 4, 5, 1 và số 6. Ở cạnh lớn xương bướm, chúng ta có lỗ tròn, có thần kinh 52, bầu dục, thần kinh 53, và lỗ gai thì có động mạch mang não giữa đi qua. Bây giờ chúng ta đi vào hố sọ sau. Hố sọ sau thì có lỗ ống tai trong, thì có dây thần kinh sò số 7 và số 8. Đi ra sau lỗ ống tai trong thì có lỗ tĩnh mạch cảnh. Đi qua đây có tĩnh mạch cảnh và thần kinh sò số 9, 10, 11. Và đây là ống thần kinh hạ thiệt cho thần kinh sò số 12. Và ở đây là lỗ lớn xương chồng. Như vậy thì các dây thần kinh sò gần như là đi lần lượt chui ra khỏi sò hoặc qua các lỗ ở nền sò đi từ trước ra sau. Đây số 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 5, 2, 5, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Như vậy các bạn nắm được chưa? Về nhà xem thêm hả? Như vậy thì bây giờ quay trở lại, nếu như một bệnh nhân vào viện vì chấn thương sọ não, khám ở mũi thấy có dịch não tủy chảy ra, tức là dịch trong suốt chảy ra ở mũi, như vậy thì dịch đó xem như là dịch não tủy. Như vậy dịch não tủy từ đâu? Từ trong khoang chỉ nhìn ở trong sọ mà chảy ra ở mũi. Như vậy thì theo các bạn có thể xảy ra vỡ xương ở những xương nào? Như vậy ở đây cái hình này, dịch não tủy chảy ra ở mũi. Như vậy thì bệnh nhân chấn thương sọ não vỡ, có thể vỡ những xương nào? Suy nghĩ 2 phút. Bây giờ vỡ những xương nào các bạn? Bạn Bình trả lời là xương sàn, xương bướm, xương trán. Như vậy thế hầu hết các bạn trả lời là đúng rồi. Như vậy thì nếu như dịch động tùy mà chạy vào ở bên trong ổ mũi thì đường vỡ phải thông từ trong hộp sọ, thông vào các xoang cạnh mũi hoặc thông trực tiếp vào bên trong ổ mũi. Như vậy thì có thể thông vào qua xương trán, thông vào xương trán, như vậy phải vỡ xương trán, thông vào xoang bướm, vỡ xương bướm, hoặc là thông trực tiếp, thông qua vỡ xương trán, vỡ xương sàng, vỡ xương bướm. Như vậy thì nếu như khám mà có dịch não tủy chảy ra ở mũi thì kiểm tra ở phần hố sọ trước, bệnh nhân có thể tổn thương hoặc là kèm với hoặc là tổn thương của xương bướm. Bây giờ ngược lại, nếu như một bệnh nhân mà vào viện chấn thương sọ não mà có dịch não tủy chảy ra ở tai, như vậy thì nếu như có dịch trong suốt chảy ra ở tai thì bệnh nhân đã bị vỡ nền sọ và chắc chắn sẽ có vỡ phần đá xương thái dương. Như vậy đó là về tổng quan về nền sọ. Bây giờ chúng ta đi vào cái khớp thái dương hàm dưới. Như vậy thì khớp thái dương hàm dưới, đây là đường khớp mà
đây là cái khớp đồng duy nhất ở vùng đầu mặt. Khớp tại dương dưới là khớp giữa phần nào với phần nào? Giữa cái phần xương thái dương và xương hàm dưới. Bây giờ mặt khớp đó chính là cái cụ khớp và phần trước của hố hàm. Thứ hai là phần chọc của xương hàm dưới. Như vậy thì cả hai cấu trúc này nó bất tương xứng hình thái, gần như là chọc xương hàm dưới thì lồi, phần nửa trước của hố hàm và cụ khớp lồi. Do vậy thì bất tương xứng hình thái. Do vậy giữa này có thêm địa khớp. Như vậy thì có thêm địa khớp. Hai là phương tiện nội khớp. Thì cái bao khớp này nó sẽ bám vào chu vi của sụn khớp ở xương thái dương và đến bám vào cái cổ, bám vào cái phần phía trước, thì bám vào xung quanh mép của sụn khớp, phần phía sau bám vào cổ của xương hàm dưới. Và cái bao khớp này ở mặt trong thì bao khớp thái dương dưới nó sẽ bám vào cái bờ, cái chu vi của cái địa khớp. Như vậy cái địa khớp sẽ ngắn đôi cái khớp thái dương hàm dưới ra. Thứ hai là về dây chằng. Như vậy khớp thái dương hàm dưới nó có hệ thống dây chằng, gồm có thứ nhất là dây chằng bên, hay còn gọi là dây chằng ngoài, là phần dày lên của bao khớp, dây chằng rất chắc. Thứ hai là dây chằng trống hàm, là dây chằng đi từ mỏm trống cho đến cái góc hàm. Thứ ba là dây chằng bướm hàm, là dây chằng đi từ gai xuống bướm, tức là ở lỗ gai của xuống bướm có một cái mỏ nhô lên, ở đó là chỗ bám của cái dây chằng bướm hàm. Và ở đầu dưới thì dây chằng này bám vào lưỡi, xin lỗi, đúng rồi, là bám vào lưỡi xương hàm dưới. Như vậy ở đây các bạn có lỗ xương hàm dưới và lưỡi xương hàm dưới. Hồi nãy nói ở mặt trong có cái rãnh hàm móng, đây chính là thần kinh hàm móng đi trong rãnh hàm móng. Như vậy nhắc lại, dây chằng trống hàm bám từ mỏm trống đến góc hàm, dây chằng bướm hàm bám từ gai xương bướm đến lưỡi xương hàm dưới. Bây giờ bao khớp, bao hoạt dịch. Như vậy thì bao hoạt dịch nó sẽ phụ mặt trong bao khớp và đến bám vào mạc xương khớp. Như vậy thì ngắn cái khớp thái dương hàm dưới ra thành hai ổ khớp, khớp thái dương địa khớp và khớp địa khớp hàm dưới. Bây giờ động tác thì động tác thái dương hàm dưới nó rất khá phức tạp, nâng lên hoặc hạ xuống. Ở động tác là cắn lại, ngậm miệng hoặc là mở miệng ra. Thứ hai là đưa ra trước, đưa hàm dưới ra trước hoặc ra sau và đưa sang bên. Như vậy thì khớp thái dương hàm dưới nó từ trung lại, nó có hai động tác chính. Động tác đưa ra trước ra sau xảy ra ở khớp thái dương địa khớp. Còn động tác xoay, tức là nâng hoặc là hạ hàm, thì động tác xảy ra ở khớp địa khớp hàm dưới. Và nếu như một số người mà ngáp chẳng hạn, hạ miệng to quá, thì cái khớp thái dương dưới có thể bị trật ra trước. Như vậy đây là hình ảnh của trật khớp thái dương hàm dưới. Như vậy thì phần tròn của hàm dưới bị trật ra trước và bệnh nhân không thể ngậm miệng lại được. Như vậy thế còn ngáp hết sức không? Như vậy đó là về khớp thái dương hàm dưới. Và sáng nay chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn có hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì không các bạn? Nếu như các bạn
tật khớp thái dương hàm dưới có từ sửa được không? Nếu như em học kiến thức về nắm khớp thái dương hàm dưới thế nắm mà còn không, tốt nhất là đến bệnh viện nha. Thông thường nếu như mà không phải trập tái diễn thì nắm tương đối khó, và cái đó phải đến bệnh viện. Bạn Lắp hỏi là những người bị tai biến mẹo miệng có phải trật khớp thái dương dưới không? Không phải. Những trường hợp bị tai biến mẹo miệng đó là liệt dây thần kinh mặt và dấu hiệu liệt mặt. Thì bài này thầy sẽ trình bày vào cơ đầu mặt cổ. Còn nếu di chuyển hàm dưới mà nghe tiếng thì có nên đi kiểm tra không? Cả nên là bạn phải hỏi đến bác sĩ răng hàm mặt. Thầy không phải chuyên, thành ra không rành lắm. Rồi. Mẹ em học online thì rất là dễ cho mẹ em tương tác. Mẹ em có thể hỏi, mẹ em có thể trao đổi. Còn nếu như mẹ em, bởi vì học online thì chúng ta có thời gian mà. Thì hôm nào học thì sẽ sắp xếp toàn buổi đó, hầu như toàn buổi đó không làm ở bệnh viện. Như vậy thì ta có thời gian, ngoài trừ một vài ngày họp đặc biệt thôi, thì mẹ em có thể hỏi, mẹ em có thể trao đổi. Bạn hỏi trật khớp thái dương hàm lâu năm có bị di chứng gì? Đương nhiên nó sẽ gây ra tình trạng thoái hóa khớp, và cả đó là phải xấu vào phần răng hàm mặt rồi. Em phải, đương nhiên là tật lũi trật tới nó sẽ làm tổn thương sụn khớp, hết tổn thương bao khớp và như thế nên đang thoái hóa khớp. Rồi sau đó thoái hóa khớp ảnh hưởng thế nào? Thì phần đó trong phần cạnh khớp học của răng hàm mặt. Dạ. Thôi nếu như các bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ. Tôi chào các bạn.